Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giá sản phẩm của iDoIO. Hôm nay như đã hứa thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bài so sánh giữa chiếc Libertech Z7 và chiếc Momentum True Wireless 2. Và để bắt đầu cho cái bài so sánh, chúng ta hãy cùng đi đến với cái đoạn thu âm bằng tay giả của bên mình. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu. Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn? Em hãy nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng xa xa. Đời em tựa như khúc ca, dù một sớm mai hồn. Làm sao để cho bờ mi đừng hết nước mắt? Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối ra cho lòng nát ta. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu. Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn? Em hãy nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng xa xa. Đời em tựa như khúc ca, dù một sớm mai hồn. Làm sao để cho bờ mi đừng hết nước mắt? Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối ra cho lòng nát ta. Các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy âm thanh của hai chiếc tai nghe này ra sao? Chiếc tai nghe nào các bạn cảm thấy thích hơn? Với cá nhân mình thì hai chiếc tai nghe này đều có cái chất âm khá là ấn tượng. Và thực sự là khó để có thể nói cặp tai nghe nào là hay hơn, cặp tai nghe nào là dở hơn. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về cả hai chiếc tai nghe này trong cái clip này nhá. Libertech Z7 và Momentum True Wireless 2 đều là những cái cặp tai nghe sở hữu những cái công nghệ rất là hiện đại hiện nay. Tuy nhiên, Libertech Z7 là một cái mẫu sản phẩm mới vừa ra mắt và nó sở hữu những cái công nghệ tiên tiến hơn. Ví dụ như là ở trên chiếc Libertech Z7 nó sử dụng cái Bluetooth 5.2, trong khi Momentum sử dụng Bluetooth 5.1. Về trải nghiệm thông thường thì chúng ta sẽ khó mà có thể phân biệt được bởi vì cái biểu hiện của nó tương đối là giống nhau. Tuy nhiên, cái sự khác biệt giữa cái con chip Bluetooth 5.2 đó là cái sự ổn định cũng như là cái khả năng tiết kiệm pin. Và quan trọng hơn nữa, đấy là cái độ trễ giữa hình và tiếng. Mình đã test qua về cái độ trễ giữa hai chiếc tai nghe này thì mình thấy rằng ở trên Z7 nó chỉ rơi vào tầm khoảng 100ms. Trong khi thì ở trên chiếc Momentum True Wireless 2, cái độ trễ của nó lên đến khoảng 200ms. Có nghĩa là với Libertech Z7, các bạn sẽ có cái trải nghiệm về chơi game và xem phim tốt hơn. Cái điểm thứ hai mình thấy khác nhau đó là Momentum True Wireless 2 được trang bị thêm cái công nghệ chống ồn chủ động. Còn ở trên chiếc Libertech Z7 thì không có cái công nghệ chống ồn chủ động này. Đây là một cái điểm cộng đáng ghi nhận cho chiếc Momentum True Wireless 2 so với chiếc Z7. Tuy nhiên, Libertech Z7 thì có thời lượng pin là 10 giờ cho một lần nghe nhạc và nó có thể kéo dài lên đến 80 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc. Trong khi Momentum True Wireless 2 có thời gian nghe nhạc là 7 tiếng.
và nó có thể kéo dài lên đến 28 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc. Về cấu tạo thì trên chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 2 nó sử dụng duy nhất một driver dynamic, còn ở trên chiếc LiberTech Z7 sử dụng đến 3 driver trong một bên tai với một driver dynamic phụ trách giải trầm, còn 2 driver BA đảm nhiệm giải trung và giải cao. Ngoài ra còn một cái điểm khác biệt giữa hai cặp tai nghe này, đó là chiếc Momentum True Wireless 2 được trang bị phím điều khiển là cảm ứng, trong khi thì LiberTech Z7 lại được trang bị cái phím điều khiển là phím bấm. Tóm lại, trên Z7 chúng ta sẽ có cái độ trễ thấp hơn, có cái thời lượng pin lâu hơn. Còn ở trên chiếc Momentum True Wireless 2 thì chúng ta sẽ có thêm công nghệ chống ồn chủ động. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái thiết kế của cả hai chiếc tai nghe này nhé. Đây, trên tay mình là hai cái hộp đựng của chiếc LiberTech Z7 và chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 2. Các bạn có thể thấy là hai cái phong cách thiết kế của nó khá là giống nhau đúng không ạ? Đều là cái hộp được thiết kế hình chữ nhật như này, và cái phần vỏ của nó thì đều được bọc vải như này. So với kích thước thì các bạn có thể thấy là chiếc Momentum True Wireless 2 có kích thước ngắn hơn một chút, và cái trọng lượng thì chiếc Momentum này cũng nhẹ hơn một chút so với chiếc LiberTech Z7 thôi. Về cái cảm giác cầm nắm thì cả hai chiếc tai nghe này đều cho mình một cái cảm giác cầm nắm khá là tương đồng nhau. Nói chung là cũng không có cái sự khác biệt nhiều. Với chiếc LiberTech Z7, khi mình mở hộp ra như này thì cả hai chiếc tai nghe này sẽ bật nguồn luôn. Khi mình đậy nắp lại thì hai tai nghe này sẽ tắt nguồn đi. Còn chiếc Sennheiser thì khi mình mở hộp ra như này thì nó chưa bật nguồn đâu. Các bạn cần phải lấy tai nghe ra khỏi hộp thì nó mới tự động bật nguồn. Và khi các bạn cho tai nghe vào hộp thì nó sẽ tự động tắt nguồn. Nói chung là hơi khác nhau một chút, nhưng mà thực tế trải nghiệm thì nó cũng giống nhau thôi, không có cái gì là đặc biệt cả. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại hai chiếc tai nghe. Khi các bạn cầm chiếc Momentum True Wireless 2 lên thì các bạn sẽ cảm thấy đây là một cặp tai nghe có cái độ hoàn thiện cực kỳ cao. Và có một cái điểm đáng chú ý, đấy là cái phần vỏ housing của nó được làm bằng nhôm. Đặc biệt là cái phần fillet của nó với những cái vòng tròn đồng tâm, và ở chính giữa thì có cái phần logo Sennheiser, nhìn rất là xịn và rất là cao cấp. Có một cái điểm nó hơn so với ở trên chiếc LiberTech Z7, đấy là nó có cái công nghệ cảm biến tiệm cận. Khi các bạn cho tai nghe lên tai như này, nó sẽ tự động bật nhạc, và khi các bạn lấy tai nghe ra khỏi tai thì nó sẽ tự động dừng nhạc giống như ở trên chiếc earpod ấy. Với chiếc LiberTech Z7 thì trên cái mặt fillet của nó cũng sẽ có một cái vòng chrome màu bạc ở đây, khá là sang, và ngay ở chính giữa cũng có logo của LiberTech. Tuy nhiên, cái cặp tai nghe này, cái phần housing của nó làm bằng nhựa. Khi mình cầm cả hai chiếc tai nghe lên trên tay thì cái trọng lượng của chiếc Momentum True Wireless 2 nó nhẹ hơn so với chiếc LiberTech một chút. Còn về cái kích thước, Momentum True Wireless 2 phần chiều ngang nó to hơn khá là nhiều so với chiếc LiberTech Z7. Tuy nhiên, chiều dài thì chiếc LiberTech Z7 nó lại dài hơn so với chiếc Momentum. Bây giờ mình sẽ đeo lên cho các bạn xem. Đây, mình sẽ đeo chiếc Momentum ở bên tay trái và chiếc LiberTech Z7 ở bên tay phải. Chiếc Momentum True Wireless 2 do cái phần bề rộng của nó khá là to nên là khi mà các bạn đeo lên trên tai thì nó sẽ có cảm giác hơi kích tai một chút. Còn về cái phần ống dẫn âm, nó sẽ không đi sâu vào trong lỗ tai của chúng ta, nó chỉ đặt hờ lên cái phần lỗ tai của chúng ta thôi. Còn ở trên chiếc LiberTech Z7, do cái phần ống dẫn âm của nó dài nên là nó đi thẳng sâu hơn vào trong ống tai của chúng ta. Với những người không thích cái tai nghe nhét quá sâu vào trong tai thì sẽ thích chiếc Momentum True Wireless 2 hơn. Còn những người đã quen đeo tai nghe in-ear lâu rồi và thích cái cảm giác khi đeo vào nó phải thật là fit và nó thật là sâu vào trong tai thì chiếc Z7 sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác đấy. Còn về cái khả năng cách âm thụ động của cả hai chiếc tai nghe này thì cả hai chiếc tai nghe đều có cái khả năng chống ồn cực kỳ tốt rồi. Cả hai chiếc tai nghe này đều có thể loại bỏ đi được những cái tiếng ồn cơ bản như là tiếng quạt, tiếng điều hòa. Nó giảm đi được 80-90% những cái tiếng ồn động cơ. Và trong cái quá trình sử dụng gần như là mình không bật cái chế độ chống ồn chủ động ở trên chiếc Momentum True Wireless 2 này, bởi vì cái khả năng chống ồn bị động của nó đã quá tốt rồi. Tất nhiên là trong cái quá trình nếu như các bạn phải di chuyển bằng ô tô hoặc là máy bay thì cái việc có thêm cái chống ồn chủ động như ở trên chiếc Momentum này là một cái điểm cộng. Còn bình thường như ở nhà, ở cơ quan hay là khi đi bằng xe máy thì gần như mình sẽ không sử dụng đến cái công nghệ chống ồn chủ động. Còn về cái khả năng xuyên âm của cả hai chiếc tai nghe thì mình thấy rằng là cái khả năng xuyên âm của chiếc Momentum True Wireless 2 này tốt hơn. Có thể là do trên chiếc Momentum này nó có nhiều microphone hơn. Còn về cái phần microphone thì mình thấy rằng hai chiếc tai nghe này nếu như chúng ta đàm thoại ở trong nhà, văn phòng hoặc những nơi yên tĩnh
thì cả hai chiếc tai nghe này đều có cái khả năng đàm thoại rất là tốt, rất là trong và rõ ràng. Tuy nhiên khi mà đi ra ngoài đường ở cái môi trường ồn ào thì cái mic của cả hai chiếc tai nghe này đều không phải là quá tốt. Khi mà so sánh kỹ thì mình vẫn thấy rằng là ở trên chiếc Sennheiser Momentum True Wireless, mic của nó vẫn bắt rõ ràng hơn so với chiếc Libertech. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang dùng mic của chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 2 và mình đang ở trong showroom 78 Lê Thanh Nghị. Hiện tại là cửa hàng đang đóng cửa kính. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để các bạn cảm nhận được cái chất lượng mic của chiếc Sennheiser Momentum này khi ở ngoài đường thế nào nhé. Đây, mình đã mở cửa và đi ra ngoài. Bây giờ mình đang ở ngay trên hè của Lê Thanh Nghị. Tất nhiên là bây giờ thì sẽ có nhiều xe cộ đi lại và chúng ta có thể nghe thấy tiếng xe cộ. Bây giờ mình sẽ quay lại vào trong cửa hàng. Ok, vậy là mình đã đi vào trong cửa hàng rồi. Ok, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang sử dụng mic của chiếc Libertech Z7. Và hiện tại mình cũng đang ở trong showroom 78 Lê Thanh Nghị. Và hiện tại cửa hàng đang đóng cửa. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường để chúng ta cùng trải nghiệm cái chất lượng mic của chiếc Libertech Z7 nhé. Rồi, mình sẽ mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ mình đang trên vỉa hè của mình. Và bạn có thể thấy là ở ngoài đường rất là nhiều xe cộ đi qua. Bây giờ mình sẽ lại đi vào trong cửa hàng. Đây, bây giờ mình đã vào trong cửa hàng. Còn về độ trễ của hai chiếc tai nghe như lúc đầu mình nói, Libertech Z7 do sử dụng cái công nghệ Bluetooth 5.2 mới nên là cái độ trễ của chiếc Libertech Z7 này nó thấp hơn khá là nhiều. Mình cũng sẽ có một cái đoạn test về cái độ trễ này thì các bạn xem qua luôn để rõ hơn về cái độ trễ này nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần chất lượng âm thanh. Nếu như chỉ nhìn vào thương hiệu cũng như nói về mức giá thì đây là một cái kèo so sánh khá là khập khiễng. Một chiếc tai nghe thì đến từ một cái thương hiệu hàng đầu thế giới, Sennheiser, và cái mức giá của nó thì cũng ở một cái mức giá cao hơn rất là nhiều. Trong khi một chiếc tai nghe kia thì đến với một cái thương hiệu khá là mới đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên trong thực tế trải nghiệm mình thấy rằng cả hai chiếc tai nghe này đều có chất âm rất là ấn tượng. Nếu như chỉ nghe qua thì các bạn sẽ khó mà có thể thấy được chiếc tai nghe nào là hay hơn, chiếc tai nghe nào là dở hơn. Vì cả hai chiếc tai nghe này đều có khả năng tái tạo âm thanh đều rất là xuất sắc. Tuy nhiên khi mà nghe kỹ thì cái chất âm của cả hai chiếc tai nghe này khá là khác nhau. Chiếc Libertech Z7 thì có chất âm thiên hướng tiến hơn một chút về phía trước, với điểm nhấn là giải trầm và giải trung, trong khi chép của nó hơi hiền một chút. Còn với chiếc Momentum True Wireless 2 thì không gian sân khấu của nó lại được đẩy lùi về phía sau một chút, với cái điểm nhấn của nó là giải bass và giải chép, với giải mid được làm lùi hơn một chút so với hai giải còn lại. Tất nhiên là nếu như các bạn nghe từng tai nghe một mà không có cái sự so sánh thì các bạn sẽ thấy rằng cả hai chiếc tai nghe này đều làm khá là cân bằng. Khi mà có cái sự so sánh giữa cả hai chiếc tai nghe này thì các bạn sẽ thấy rằng cái phần high mid và cái phần chép của Sennheiser nó được làm sáng hơn. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tinh chỉnh lại cái phần chép trên chiếc Libertech Z7. Qua cái phần chỉnh equalizer của nó, chúng ta có thể đẩy cái phần chép của nó lên một chút. Khi mà các bạn đẩy phần chép lên một chút thì cái phần chép của chiếc Libertech Z7 này cũng khá là tốt. Và chúng ta sẽ không cảm thấy nó bị đuối chép so với chiếc Momentum True Wireless. Còn về giải trung thì chiếc Libertech Z7 có cái giải trung tự nhiên, mượt và có độ trong. Nó được làm đều từ cái phần mid đến phần high mid. Trong khi Sennheiser Momentum True Wireless 2 thì nó được làm mỏng hơn và có một chút ấm ở trong cái giải trung này, cộng với cái phần high mid của nó lại được đẩy lên cao hơn. Nếu như các bạn hay nghe ở cái giọng thật thì các bạn sẽ thích chiếc Libertech Z7 hơn. Còn nếu như mà các bạn thích những cái bài hát nó có nhiều luyến láy thì các bạn sẽ thích ở trên chiếc Sennheiser hơn. Tuy nhiên cái việc Sennheiser họ đẩy cái phần high mid cao hơn thì với những cái bài hát mà ca sĩ hát ở những cái nốt cao với cái tốc độ nhanh thì nó sẽ bị liên tục và nó bị trộn vào nhau, nghe khá là khó chịu một chút. Nếu như mà với những cái bài hát có cái tiết tấu nó chậm một chút thì nghe khá là ổn và khá là thích. Về giải bass, cả hai cái tai nghe đều có một cái giải bass rất là chất lượng và rất là mạnh mẽ, cũng có cái khả năng kiểm soát rất là tốt.
Tuy nhiên là cái giải bass ở trên chiếc Liberty Z7 thì nó bùng nổ hơn và nó dày hơn so với ở trên chiếc Sennheiser Momentum Jewelette. Còn về cái âm trường thì mình thấy cả hai cái tai nghe đều rất là rộng và cái việc sắp xếp nhạc cụ của nó đều rất là tốt. Tóm lại, cả hai cặp tai nghe này đều là những cặp tai nghe rất là hay, đều rất là đáng mua ở trong cái tầm giá của nó. Liberty Z7 thì được thiết kế với cái chất âm nó mạnh mẽ và bùng nổ hơn. Còn Sennheiser thì có cái chất âm nó nhẹ nhàng và trong trẻo hơn. Với cá nhân mình thì mình thích chất tiếng của Sennheiser hơn. Đây cũng là một cái điều hiển nhiên bởi vì chiếc Sennheiser cũng ở một cái mức giá cao hơn rất là nhiều. Vậy là bài review của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.